đang xem video tại kênh youtube review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Nam chính thứ hai xuất hiện. Thẳng thắn bày tỏ từ trước đến nay thứ tôi muốn chỉ có một mình em. Lúc này, May Than đang bị người mặc đồ đen áp sát vào tường. Trông thấy dấu răng trên cổ cậu, anh không nhịn được vừa lo lắng vừa giận. Đây chính là kết cục của việc không nghe lời, nhìn đi, em bị chó cắn rồi. Ngón tay của đối phương đụng chạm vào vết thương làm May Than cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu tức giận đẩy anh ta ra. Rốt cuộc anh là ai? vì sao lại nói chuyện như kiểu anh đã biết tất cả những chuyện liên quan đến tôi vậy nghe được những lời này của cậu ánh mắt duke xẹt qua một tia xảo quyệt chúng ta vẫn vẫn nên nói đến chuyện hiện giờ ngoại trừ tôi ra không còn ai có thể giúp em thoát ra ngoài may than không hiểu được anh có ý gì lúc này bên ngoài vang lên tiếng động của kỵ sĩ đoàn may than mới nhận ra đây chính là nơi mà chị gái nhắc tới sáng nay duke nói cho may than biết dù có kỵ sĩ đoàn ở đây thì chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy đâu may than mím chặt môi nhưng sao tôi có thể tin tưởng anh được đây chuyện anh biết rõ tôi là ai cũng rất đáng ngờ rồi anh tự nói giúp cho bản thân còn chưa xong làm sao tôi có thể tin anh không có ý đồ riêng Đúc nghe vậy bật cười xem ra em cũng không ngốc được thôi tôi sẽ giúp em rời khỏi nơi này nhưng đổi lại tôi muốn em giúp tôi một chuyện thế nào điều này dễ dàng hơn những gì em tưởng tượng phải không may than còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mặt đất bắt đầu rung chuyển thì ra chị gái dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tiến vào xào huyệt của bọn tội phạm. Thành công bắt được một tên trong nhóm tội phạm. Nhưng trong lúc bọn họ đang bàn bạc, kẻ kia ném ra một viên đá ma pháp có năng lượng bùng nổ. Thấy tình huống này, đu kỹ nhăn chặt mày. Xem ra có người tạo ra một vụ nổ. Bọn chúng muốn hủy mọi chứng cứ. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước khi nơi này đổ sập. Còn về những thú nhân bị giam cầm kia, nếu bọn họ may mắn, thì sẽ được kỵ sĩ cứu ra ngoài. Dù sao bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh bị vùi lấp đến chết. Lúc này, May Than nhớ đến ánh mắt tràn ngập chờ mong của Cedric trước khi cậu rời đi. Hiện giờ May Than không rõ bản thân có thể giúp gì cho người mặc đồ đen này, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể đồng ý với điều kiện của anh ta. Cùng lúc này, chị gái đang dùng ma pháp bảo vệ để tạm thời ngăn cản vụ nổ, sau đó lệnh cho kỵ sĩ phải cứu được toàn bộ thú nhân bị giam cầm. Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa, những thú nhân bị giam cầm đã được đu và May Than thả ra ngoài chị gái vô cùng nghi hoặc. Trước khi bọn họ hành động thì khóa phòng giam của các thú nhân đã được mở. Điều này đồng nghĩa với việc ngoài bọn họ còn có người khác đang ở đây. Chuyện cấp bách trước mắt là sơ tán toàn bộ ra khỏi nơi đây rồi lại nói. Phía bên này, May Than đưa Duke đến phòng giam của Cedric. Bởi vì trước đó Duke dùng ma pháp để mở khóa thả những thú nhân kia ra ngoài. Vậy nên May Than không nghĩ nhiều thúc giục Duke mở khóa cho Cedric. Nhưng Duke lại báo cho cậu một tin xấu. Chiếc khóa này được khảm một viên đá ma pháp đặc biệt, anh không có cách nào mở nó ra, nhưng có lẽ may than có thể thử xem. Ban đầu nghe được những lời này may than cảm thấy thật nực cười. Đến đu còn không mở được thì một người không có ma lực như cậu sao có thể làm được. Nhưng vào giây phút may than chạm vào ổ khóa, cánh cửa tự động mở ra. Cả người may than sững sờ, hoàn toàn không dám tin bản thân đã thành công mở khóa. Đu trầm mặc dường như cảm giác của anh không sai. Không phải may than không có ma lực, trong cơ thể cậu mang một loại thể chất đặc biệt mà thôi loại thể chất có thể trung hòa toàn bộ ma lực. Nghe vậy May Than có hơi nghi ngờ. Cậu không cho rằng nguyên chủ có loại thể chất này. Rất có thể do cậu xuyên vào cơ thể nguyên chủ, nên đã có gì đó thay đổi. Trông thấy May Than giữ đúng lời hứa quay lại cứu mình. Cedric vô cùng biết ơn. Ba người cùng nhau rời khỏi phòng giam. Không ngờ khi đi tới sân thượng. Đu không nhanh không chậm giải thích khi toàn kiến trúc này sụp đổ. Đi xuống càng sâu sẽ càng nguy hiểm. May Than nghe vậy xù lông. Cao như vậy, lẽ nào muốn nhảy banji di xuống à, cậu cũng chỉ là một người bình thường, không giống hai người bọn họ, sao có thể làm được chuyện phi vật lý thế này? Như thế này chi bằng bị đẻ chết. Cedric và Du cùng nhìn về phía cậu. Nhảy banji di là cái gì? Lúc này, tiếng tìm kiếm của đoàn kỵ sĩ càng lúc càng tiến gần dọa cho may than hết hồn. Đoàn trưởng, tôi nghe thấy trên sân thượng có tiếng động. May than nghe vậy hoang mang. Nếu như bị chị gái phát hiện thì chắc chắn cậu sẽ bị tẩn cho một trận cedric nhận ra sự hoang mang của cậu gã đề xuất may than và duke nhảy trước cedric sẽ ở phía sau kéo dài thời gian nghe gã bảo nhảy xuống từng tế bào trên người may than đều gào thét không muốn nhưng giây tiếp theo cậu đã bị duke bế lên sau đó anh còn nghiêm khắc dặn dò cậu nếu như không muốn ngã xuống thì đừng có ngọ ngoậy lung tung trước khi nhảy xuống cedric gọi bọn họ lại gã muốn hỏi tên của may than may than cảm thấy để gã biết tên cũng không có vấn đề gì Vậy là cậu vội vàng nói tên của bản thân cho Cedric. Nào ngờ giây tiếp theo gã liền kéo tay May Than đặt lên đó một nụ hôn. "May Than, tôi sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm cho tôi hôm nay. Nếu như chúng ta có thể gặp mặt, thì tôi xin thề." Gã còn chưa kịp nói hết câu, Duke đã nổi giận ôm chặt cậu vào lòng. Ánh mắt lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, không nói lời nào, ôm lấy May Than nhanh chóng nhảy xuống dưới. Khi chị gái tới nóc nhà, chỉ còn một mình Cedric ở đó chị gái hỏi những người vừa rồi đã đi đâu cedric đáp bản thân không biết khi gã ra đến bọn họ đã biến mất rồi sau cùng chị gái kích hoạt truyền tống trận đưa mọi người rời khỏi đây cùng lúc này dưới sự giúp đỡ của duke may than hồn bay phách lạc đáp xuống đất rất nhanh may than đã trông thấy lâu đài của gia đình duke đặt cậu ở ban công phòng ngủ may than còn đang kinh ngạc không biết vì sao người này biết cậu ở đây lẽ nào trước đây bọn họ từng gặp gỡ rồi sao duke đáp đây không phải lần đầu bọn họ gặp mặt nhưng trước đó anh đã hoàn thành lời hứa đưa cậu an toàn trở về nhà rồi chúng ta đã giao kèo em cũng đồng ý sẽ làm một chuyện cho tôi may than không phải người không giữ chữ tín cậu hứa sẽ cố gắng hết sức giúp anh nhưng cậu sẽ không làm những chuyện liên quan tới tiền bạc hoặc chuyện nguy hiểm đến tính mạng của cậu duke nghe vậy bật cười đè may than xuống đừng lo thứ mà ta muốn chính là em nam chính thứ hai chính thức lộ diện ai sẽ là người có được may than đây? Lúc này, Du đang cường thế đè may than dựa sát vào tường. May than từ trước đến nay thứ ta muốn chỉ có em. Nghe vậy may than ngơ người luôn. Muốn tôi làm quỷ gì? Đến khi nghe Du chuẩn xác bày tỏ. Tôi muốn năng lực của em. May than mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà giây tiếp theo cậu lại nghe thấy Du không nhanh không chậm nói. May than ta cho rằng chuyện này không khó với em. Chỉ cần em cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh ta là được. May than nghe vậy nổi nóng, cái gì gọi là cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh anh? Đục nở nụ cười trêu đùa. Rất nhanh em sẽ hiểu. Em đợi ngày ta đến đón em đi. May than không hiểu ý của người này. Sao lại có cảm giác tình trạng ý thiếp? Tân nương đợi tân Lang đến rước dâu thế này. Đục đã đi xa, may than vẫn còn ngây ngốc tại chỗ hồi lâu. Tên kia vừa nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Chuyện liên quan tới thân thế của Duke, Cùng với chuyện anh ta nhắc tới năng lực của cậu, trong lòng may than lại có thêm vài phần hoài nghi buổi sáng hôm sau bác sĩ theo lịch tới phòng may than kiểm tra nhưng dù đã đứng bên ngoài gõ của cả nửa ngày rồi bên trong đều không có động tĩnh bác sĩ sốt ruột trực tiếp mở cửa chỉ thấy may than đang sốt cao bất tỉnh trên giường một bên khác cedric đã được chị gái của may than đưa tới đoàn tụ với tộc nhân khi gặp lại mọi người gã mới biết tin em gái đã bị bọn tội phạm đánh đập rồi vứt ở vùng hoang vắng không rõ sống chết cedric hiểu rõ mặc dù hiện tại bọn gã đã được cứu nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc hắn hận bản thân không đủ năng lực ngay cả em gái của mình cũng không bảo vệ nổi chứ đừng nói tới bảo vệ những tộc nhân khác vậy là khi thái tử điện hạ tới điều tra cedric không chút do dự quỳ xuống trước mặt hắn xin thái tử cho gã một cơ hội gia nhập đoàn kỵ sĩ của đế quốc cedric còn thể sẽ một lòng trung thành với thái tử điện hạ người sói trước nay nổi danh trung thành ban đầu ca cảm thấy người này đem theo tình cảm cá nhân và mong muốn báo thù mới muốn quy phục nên đã từ chối cedric chân thành bày tỏ mặc dù bản thân muốn báo thù nhưng điều gã mong muốn nhất chính là không để bi kịch ngày hôm nay xảy ra ở những tộc thú nhân khác chỉ vì là thú nhân mà bọn họ phải chịu vận mệnh bi thảm này gã sẽ trở thành kỵ sĩ thú nhân truy nã những kẻ đã gây ra thảm kịch kia đồng thời như vậy gã cũng có thể ngăn ngừa công kích trong tương lai nghe vậy thái tử quyết định cho cedric một cơ hội để chứng minh lòng trung thành của bản thân. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thái tử trở về hoàng cung. Lúc này, chị gái của Mai Than Regina, bất ngờ tìm tới. Bởi vì cô tìm thấy bên trong mặt dây chuyền có chứa ma pháp của thái tử. Rizino không biết chuyện thái tử đã tặng chiếc vòng này cho Mai Than. Regina quyết định đem trả cho thái tử. Từ phía Rizino, thái tử biết được chuyện sợi dây chuyền xuất hiện ở chỗ nhóm tội phạm. Thái tử nắm chặt chiếc vòng trong tay. Bày tỏ bản thân sẽ tự mình điều tra cho rõ chuyện này ca gọi hai ám vệ luôn theo bên mình tới. Phân phó bọn họ điều tra toàn bộ hành tung gần đây của May Than. Hắn muốn biết tất cả mọi chuyện về cậu. Phía bên này, May Than còn chưa biết mọi chuyện đang dối như tơ vò. Đã bị bác sĩ gọi tỉnh. Bác sĩ hung dữ dằn dạy May Than một hồi. May Than không muốn nghe y tiếp tục cảm giảm nữa. Kêu bác sĩ đưa tờ báo chứa tin tức hôm nay cho cậu xem. Không ngờ tới, ở ngay trang đầu tờ báo. May Than trông thấy tin tức về một thánh đồ có năng lực thần thánh xuất hiện. Người đó chính là nữ chính của tựa game này, Lauren. Xem ra, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Bác sĩ nói cho cậu biết, trừ tin mới này, còn có một tin động trời khác. Công tước Roy và người thừa kế bất ngờ qua đời trong một tai nạn. Con riêng của ông ta trở thành người kế thừa tước vị mới. Mọi người đang vô cùng quan tâm đến chuyện này. Ban đầu May Than cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng khi trông thấy cái tên trên báo, May Than chấn kinh người kế thừa mới chính là nhân vật hiếm khi xuất hiện trong game du cậu nhớ rõ nhân vật này chỉ thừa kế lãnh địa của công tước hơn nữa mọi chuyện xảy ra sau khi nữ chính vào học viện hiện giờ mọi chuyện đột nhiên thay đổi may than còn chưa kịp hồi thần quản gia bước vào phòng thông báo hoàng thái tử triệu kiến thì ra sau khi sai người đi điều tra hoàng thái tử biết chuyện ngày đó may than bị bọn tội phạm bắt cóc sau đó nhờ sự giúp đỡ của một người bí ẩn thành công thoát thân nhưng người giúp cậu thoát thân che giấu rất kỹ nên người của thái tử không điều tra ra. Cuối cùng, thuộc hạ còn báo cho hoàng thái tử biết. Thật ra may than không phải không có ma lực, chỉ là loại ma lực này không giống với người bình thường. Vậy là, khi may than bước vào trong tẩm điện, ánh mắt hoàng thái tử âm trầm đến đáng sợ. Khi trông thấy dấu vết băng bó trên người may than, ca mang theo khí thế dọa người tiến lại gần. Xem ra cuộc sống gần đây của em vô cùng hưởng thụ nhỉ. May than còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã phẫn nộ xé rách băng gạc quấn quanh cổ may than xem ra nó không phải một trận ẩu đả thông thường nhỉ. Lẽ nào đây là cách tìm niềm vui thường ngày của em ư? Ngón tay thái tử di chuyển trên cổ làm may than vô cùng khó chịu. Cậu tức giận hất tay hắn ra chất vấn. Vì sao thái tử cứ phải nói mấy lời vòng vo vô ích đó? Thái tử lấy ra sợi dây chuyền tra hỏi. May than thứ này được tìm thấy ở xào huyệt của bọn tội phạm vào ba ngày trước. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Trái tim may than căng thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi ca chỉ đang thăm dò cậu hắn ta đã biết mọi chuyện rồi nghĩ đến đây may than cảm thấy không cần thiết phải nói dối nữa đúng vậy tôi đã đến đó nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới ngài cả tôi cảm thấy bản thân không nên bị đối xử thô bạo như vừa rồi nghe vậy thái tử càng giận ở đó vô cùng nguy hiểm ta lo cho em nghe vậy may than nổi nóng cậu cảm thấy ca không phải đang lo lắng cho cậu người này đang bị ám ảnh bởi cậu nếu không sao một thái tử cao quý lại xa ngã trở thành bạn bè với con trai gia đình nam tước thấp kém chứ hiện giờ may than không muốn thảo luận về vấn đề này với ca may than nói xong liền muốn rời đi kết quả bị thái tử kéo lại dù may than lớn tiếng kêu thái tử buông tay nhưng hắn không chịu nhúc nhích chính vào lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo cánh cửa được mở ra từ bên ngoài người tới lạnh lùng nói em ấy đã nói rất rõ ràng rồi ngài nên buông em ấy ra cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha